안녕하세요. 아, 나 Ủa? sao em chào khác anh bình thường thế? Dạ, tại vì ngày hôm nay mình đang có mặt tại khu người Hàn. À, Dạ vâng ạ. Ủa là chỗ quận 7 này có khu người Hàn à? Dạ đúng rồi, ở quận 7 mình thì đa phần thì các riêng cái khu này thì đa phần là toàn là người Hàn Quốc ở thôi. Và tất cả các siêu thị tiện lợi hay là siêu thị rồi quán ăn, quán nướng, anh để ý đi, ít chữ Việt Nam lắm, toàn là chữ Hàn Quốc thôi. Dạ vâng. À, đúng là em ở thổ địa ở quận 7 cho nên em mới biết chứ thật sự anh cũng không biết về dạ cái vâng. điều này. Thì thôi bây giờ hai anh em cái gì? 안녕하세요. 안녕하세요. Nào 1 2 3 nhá. Dạ 2 3. 안녕하세요. 저는 유산입니다. 저는 미사미리다. Em hả? Em mới anh thỏa thuận câu đầu em còn thêm câu cái gì cho sao là cái có nghĩa là gì? Đây là giới thiệu em là Duy Khánh á. Anh nói là 저는 Mạc Văn Khoa 입니다. 저는 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 Mạc Văn Khoa 입니다. 입니다. 네. Em bị anh bị liễu nha, hôm nay em nói gì nữa theo ấy Khánh. Ok, rồi, dạ, các bạn ơi, thì đó cũng là một cách giới thiệu nho nhỏ đến tất cả mọi người là ngày hôm nay Duy Khánh cũng như anh Mạc Văn Khoa đang có mặt tại khu vực quận 7. Nhưng đặc biệt hơn, đây sẽ là khu của người Hàn Quốc sống rất là nhiều. Và thật sự là hai anh em Khoa có đề xuất là sẽ qua bên Hàn Quốc quay. Nhưng mà ekip chương trình nói là chưa có đủ vốn đầu tư, sẽ đi kêu gọi kêu gọi nhà tài trợ. Và chương trình mới nói với Duy, và chương trình cũng chia sẻ với Khánh với anh Khoa, vì Khánh cũng rất là thông cảm chuyện đó. Và cũng có hứa hẹn là nếu như chương trình của chúng ta gọi là hot ơi là hot luôn, và kiểu mà lúc mà phát sóng thì được bà con khán giả yêu thương ủng hộ, rồi view trên YouTube cũng cao, thì lúc đó thì chắc chắn là hai anh em mình sẽ không phải chỉ ở đây không đâu, mà chúng ta sẽ rong ruổi ở các con đường như Myeongdong, rồi Dongdaemun. Myeongdong, Dongdaemun. Đúng rồi, đúng rồi, tuyệt vời. Hongdae rồi đó. Thì hy vọng Hongdae là Hongdae rồi đó. Cho bị liều em cứ nói tiếng Hàn này nói theo Khánh ơi. Trong thời gian sắp tới mọi người ơi. Nhưng mà mọi người à, ngày hôm nay thì Khánh với anh Khoa tại sao lại đề xuất cái địa điểm này? Là tại vì ở đây ngoài việc là khung cảnh rất là đẹp, rất là thơ mộng, rất là nhộn nhịp, thì có rất là nhiều đồ ăn ngon. Đồ ăn vâng. Dạ anh Khoa thích ăn Hàn Quốc không? Anh thì thật sự anh được qua Hàn một lần anh đi diễn thì anh rất ấn tượng với cái đồ nướng. Nó chỉ là thịt lợn mình nghĩ nó bình thường thôi. Nhưng mà khi mà vào cái quán nướng đấy không biết, thứ nhất là cái thịt ở đấy nó ngon lắm. Cái gia vị và quan trọng là cái không khí nữa. Đúng rồi. Ok, khúc này về chắc là nhờ mọi người hỗ trợ ghép giùm em Tuyết bay bay bay. Wow, mình cứ tưởng mình đang ăn Hàn Quốc nha anh. Lâu mồ hôi. À không phải, ý anh nhầm. Anh ơi, phủi tuyết trên tóc em xuống. À, phủi tuyết. Ủa, dính tuyết như dính gầu ấy nhỉ. Đầu em nhiều gầu. Thôi chắc không ghép gì em, khỏi ghép tuyết nữa. Vâng, thì ngày hôm nay đồ nướng Hàn Quốc rất nhiều anh Khoa ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể ghé chân tại một quán đồ nướng và có thể gặp gỡ được nhiều người Hàn Quốc tại đây nha. Các bạn ơi, sẵn sàng đi cùng với Duy Khánh cũng như anh Mạc Văn Khoa chứ nào? Yeah, xin mời. Đi thôi nào. Bây giờ mình phải đi xuống cái cầu thang này. À, anh Khoa. Hả? Cái gì? Bây giờ em nghĩ là mình nên chơi một trò chơi cho thú vị đi, khởi động ngày mới đi. Trò chơi gì? Bây giờ mình mỗi lần mình xuống cầu thang vậy nè, mình quảnh tù xì, ai thắng được xuống một bậc. Nếu mà làm như thế nào em không cần biết, mà ai mà xuống dưới đó đầu tiên là người đó được giao ra một cái luật. Ví dụ như là bây giờ em thắng, em sẽ giao là một lát nữa anh gặp một người, em chỉ định là cái người da đó, người chơi đầu tiên hay là người chơi thứ hai, anh phải nói với họ là anh rất là hôi miệng luôn, mà anh mới ăn mắm tôm xong không biết em có ngại không, mà phải nói rất là chân thành. Ủa? Đó, hoặc là có thể là em sẽ nói là em ơi anh chảy mồ hôi nách rồi, hay không, ý là mình yêu cầu đối phương làm gì thì là đó, đó, đó. Anh thấy là sao? Anh thấy rất là hay và thú vị. Vâng. Bởi vì chưa chắc ai đã thắng ai đâu Khánh ạ. Ok, giờ bắt đầu luôn nha. Rồi 2 3. Hai ba. Anh xin phép đi trước Khánh nhá. Hai ba. Anh đi trước thì em cũng xin nối bước theo sau. Hai ba. Hai ba. Anh xin phép lại đi trước Khánh nhá. Hai ba. Ôi, anh xin phép xuống một bước nữa Khánh nhá. Hai ba. Anh xin phép. Bị liều à. Hai ba. Anh nói rồi, anh xin phép nhá Khánh ơi. Hai ba. Hai ba. Wow. Hai ba. Wow. Hai ba. À, nó chỉ có rơi vào tầm 100 bậc cầu thang thôi, cho nên mọi người chờ xíu nha. Khánh ơi, Khánh à. Ủa gì vậy? Cái gì trời?
Trời ơi, tụi nó mấy bước. Trời ơi. Trời ơi. Anh độc vị. Không nói gì hết. Em cũng xin phép độc vị. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm lần liên tiếp. Một bước nữa. And the last one. The last one step. Chị em ơi, chưa nói đến vấn đề gì đâu. Hoa học quá. Bây giờ em sẽ ra cây kéo. Ra cây kéo. Vâng. Nhìn thẳng vào mắt anh, em ra cái gì? Em ra cây kéo. Rồi. Nào. Hai, ba. Một người em quá tuyệt vời. Anh thách em ra kéo nữa đó. Vâng. Chào. Trời, anh thách em ra kéo nữa đó. Hai, ba. Anh thách em ra kéo nữa đó. Khánh à, Khánh. Em năm nay mới có chưa 30 mà tại sao em lại gian dối với anh như vậy hả? Em đã làm gì sai? Anh thách em ra. Nhưng em đã nhận lời đâu. Hồi nãy em hứa thì em làm. Em là người sống rất là chính trực. Em hứa thì em làm. Thôi, như vậy là quá vui rồi. Em thấy như vậy là quá vui rồi. Bây giờ hành trình của anh em mình còn dài lắm. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Nào, vui lên. Chúng ta hãy cùng đón những điều tuyệt vời ở đây nào. Giải đấu đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Sao em cười quá Khánh? Em thôi cái nụ cười được không? Em thắng anh em cười. Có bài tập nào em cười vui như thế này không? Em rất là vui vì ngày hôm nay quả báo tới nhanh quá. Những người chơi ăn gian thường hay gặp những chuyện xui xẻo như vậy đó. Nào Khánh, anh xuống em làm mấy cái chuyện mà để dành. Chào. Trời, anh thách em ra kéo nữa đó. Hai, ba. Anh thách em ra kéo nữa đó. Bây giờ em chốt rồi. Em nãy giờ suy nghĩ giờ đi em vừa suy nghĩ. Anh gặp người chơi thứ nhất, em không cần biết là nam hay là nữ. Nhưng anh phải nói là em ơi, bây giờ anh bị đau bụng quá, em có thể dẫn anh đi toilet được không? Dẫn thôi, chỉ là dẫn. Được. Nhưng anh nói chân thành nha. Nhưng anh phải tả là anh đau lắm rồi. Bạn hỏi là sao anh không đi một mình, nói là không, nhưng mà tại vì anh thích em dẫn anh đi hơn. Em cảm thấy rất là thú vị á. Chắc là anh cũng đang nghĩ như vậy. Em có thua đâu mà em chẳng thấy thú vị. Đây, giới thiệu với anh. Đây là khu ẩm thực Hàn Quốc. Và những quán đồ nướng rất là nhiều. Bởi vì anh thấy đa phần bảng hiệu đều là chữ Hàn Quốc đúng không? Là ở đây thì anh với cách khoảng 1-2 căn là sẽ có một quán Hàn Quốc. Vậy là nhưng mà người Hàn Quốc có ở quanh đây không? Dạ có một... Ở khu này với lại cái khu mà hôm tuần trước tụi mình đi, mà cái chỗ vắng vắng á. Dạ vâng. Em mình xuống đây, cô đang làm việc. Dạ xin lỗi cô. Con chào cô. Dạ. Dạ vâng. Đây là... Đây là một quán rất ngọt. Sao sao kìa. Đó, một quán màu đen đen ở dưới. Đó, quán đấy ngon. Vâng, nhưng mà cái quán đó thì hơi... Ý là mình phải ngồi ở ngoài, mình không có được private một cái phòng riêng. Quán đấy tên là cái gì? Dạ em không biết. Chữ Hàn Quốc cái kia gì vậy? Em không biết rồi em. Hình như nó có tên tiếng Việt á. Tại mỗi lần em thuộc đường á thì em có tấp vô trong đó rồi. Bây giờ mình kiếm ai cho em tập kiếm ngoài Hàn Quốc. Nếu mà anh nghĩ là khu đường này thì tối là sẽ đông hơn. Còn buổi chiều thì sẽ chưa có đông đâu. Dạ. Vì người ta chưa có đi ăn mà. Giờ này vắng đây quá. Đây này có hai anh chị là có anh. Nhân viên hàng Hàn Quốc. Em chào chị ạ. Em chào chị. Sorry, where are you from? À Việt Nam, ôi trời em chào chị cái gì không nói, em tưởng chị người Hàn Quốc. Dạ em chào chị. À dạ vâng, em chào chị thiệt á. Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi vào đây là không biết là người Việt hay là người Hàn luôn đấy, bởi vì là Việt Nam mình với Hàn này cũng khá là giống nhau. Tập ngày hôm nay thì Khánh sẽ giữ vai trò rất là quan trọng bởi vì em cũng giao tiếp được tiếng Hàn đúng không? Không, em biết một chút hai câu chào thôi ạ. Một chút thì cũng là hiểu biết hơn anh rồi. Mấy anh tài xế. Mình rủ mấy anh chơi đi anh ha. Em nghĩ là anh là đối tượng khán giả của anh á. Em nghĩ là mấy anh biết anh hết á. Không có biết em đâu, mấy anh lớn anh không biết em đâu. Nhưng mà chỉ biết anh. Nên là anh giúp em đi. Dạ vâng, em chào anh. Dạ, em chào mấy anh ạ. Anh chạy xe ở đây đúng không ạ? Anh chạy xe ở đây được bao lâu rồi? Mấy năm rồi hả? Dạ. Bây giờ anh có cúp nào chưa anh? Ý là có phải chuẩn bị chạy xe gì nữa không? Dạ, em cũng đang tập tài, tập tài. Tới khoảng bao nhiêu lâu nữa là tới anh? Không biết, tầm 15 phút đâu.
15-20 phút. À, vậy em có thể xin anh tầm 15 phút mấy anh em mình ngồi giao lưu với nhau, chơi với một trò chơi nhỏ nhỏ với tụi em được không? Mấy khi anh em mình gặp nhau à? Được không ạ? À, không được. Được á? Dạ, dạ em chuẩn bị bàn ghế. Thấy chưa? Giờ anh Khoa lên tiếng thôi, mọi thứ đều có thể hóa dễ dàng. Dạ, em chào anh. Dạ. Xin phép được bắt tay anh một cái ạ. Rất cảm ơn anh đã đồng ý ngồi giao lưu với tụi em. Em xin phép giới thiệu, em là Duy Khánh. Dạ, em cũng là công việc diễn viên. Dạ. Thì ngày hôm nay hai anh em của tụi em may mắn vô tình gặp được anh. Chắc là cho tụi em xin hỏi tên. Dạ, mình là Tân Sơn. Dạ, anh dạ. Sơn. Năm nay thì anh bao nhiêu rồi ạ? 44. À, 44 à? Dạ. Cho em hỏi là anh lái taxi được, hồi nãy anh nói là bao nhiêu năm nhỉ? Cũng mười mấy năm. Mười mấy năm hả anh? Ồ, vậy thì trong khoảng mười mấy năm đó có bao giờ mà anh nghĩ là anh sẽ muốn chọn một công việc khác không? Chưa nghĩ. Tại vì mình vẫn còn chạy được. Có nghĩa là mình đam mê với cái công việc này đúng không ạ? Dạ. Anh chạy trong suốt mười mấy năm trời với rất là nhiều các gọi là chắc hàng ngàn cuốc xe luôn. Thì có một cái cuốc xe nào mà để lại cho anh ấn tượng gọi là đáng nhớ nhất không? Cũng có mấy cái giống như mình chở mấy cái người mà xỉn á. À, lại tới chỗ thì người ta ngủ rồi, người ta đâu có dậy được. Dạ. Có lúc là mình nằm ngủ đó với người ta luôn. Ôi, ban đầu người ta lên xe mình á là người ta còn tỉnh. Dạ. Ta đưa địa chỉ cái mình chạy tới đó. Rồi người ta ngủ rồi. Dạ, anh không kêu người ta dậy rồi anh? Kêu cũng có kêu mà người ta không dậy. Lúc đấy là xỉn rồi mà khi mà lên xe bắt đầu nó mát mát đấy. Bắt đầu ngấm là ngủ cũng không biết. Là người ta ngủ luôn. Nhưng mà có ai mà ngủ tới trưa hôm sau không anh? Không có đâu. Ê, vậy là tội anh lắm luôn á. Tại vì 6 giờ sáng là mình về Châu Kha. Mà chạy lúc đó là chạy cũng ban đêm luôn đó. Tới đó thì cũng 1-2 giờ rồi. Dạ. Người ta ngủ rồi mình ngủ chừng khoảng cỡ 4 giờ 4 mấy là vậy không, vậy mình cũng phải đánh thức cho vậy. Chạy xe suốt ngày như này ấy thì ví dụ như những lúc mà được nghỉ ấy, anh muốn đi làm hay đi ăn một cái hoạt động gì mà anh thích nhất không? Cũng có chứ, giống như mấy bữa mà chiều thứ bảy này là hai vợ chồng với đứa con với cháu đồ đó mình đi ăn bún đậu bún tôm nha. Mình có đi đến nói hổm thấy rồi nên thôi bữa nào ghé quán của mặt hàng. Dạ vâng, dạ vâng ạ. À. Dạ xíu em cho anh số điện thoại, lúc nào mà anh ghé thì điện cho em. Dạ. Nói chung là trừ những lúc mà đi làm thì những thời gian được nghỉ thì đa phần là em cũng nghĩ như vậy. Anh sẽ dành thời gian cho gia đình để đi ăn, đi chơi. Vâng, thì anh ơi, ngày hôm nay thì em với lại cả anh Mạc Văn Khoa đến từ chương trình Giải đấu đường phố. Phần chính của chương trình này sẽ là một cái game. Thì em sẽ có hai bộ đề. Một bộ đề là trắc nghiệm gồm 5 câu. Và một bộ đề là tự luận, là chỉ có một câu thôi. Hỏi anh trả lời đúng là nhận quà. Thì phần thưởng rất là hấp dẫn, đó là gì anh Khoa? Trả lời đúng thì anh sẽ giành được một phần thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng ạ. Dạ, còn nếu như mà không trả lời được thì cũng không sao hết, sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ tặng anh. Dạ, thôi, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chơi thôi. Nhưng mà anh chưa có trả lời mình là anh có đồng ý hay không? À, ừ, dạ. quên. Dạ, anh có đồng ý chơi với tụi em không ạ? Không thì đâu có gì đâu, vui thôi mà giống như trò chơi. Dạ, đúng rồi, vui thôi. Em cảm ơn anh. Bây giờ thì anh sẽ chọn bộ trắc nghiệm hay là tự luận ạ? Một câu thôi chứ. À, một câu thôi. Rút gọn thời gian, nhanh gọn lẹ. Em dạ, chúc anh sẽ trả lời được câu này. Dạ đây là bộ đề tự luận của tụi em. Mỗi một bộ sẽ có một câu hỏi. Hy vọng rằng anh sẽ chọn được một câu mà anh biết câu đấy. Dạ vâng. Dạ, anh xui, anh xui. Dạ vâng, em xin phép. Dạ rồi. Wow. Dạ, anh lắng nghe nha. Em còn nhớ hay em đã quên, trong lòng phố mưa đêm chói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Bài hát Em còn nhớ hay em đã quên được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, lấy bối cảnh ở thành phố nào? Anh biết bài hát này không ạ? Biết nhưng mà dạ. Em nghĩ là anh chạy xe nhiều thì rất hay nghe nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ Khánh, anh xin phép dạ. Khánh đọc lại một, dạ vâng. Một lần nữa, bởi vì nhiều khi trong cái lời đấy mình sẽ liên tưởng tới một thành phố. Dạ vâng. Em còn nhớ hay em đã quên, trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Dạ. Cái này giống như thành phố Đà Lạt thì cũng dạ. Thành phố mộng mơ. Tại sao ạ? Thì vẫn có hoa. Đúng rồi. Cái này
Dạ. Anh chốt chưa? Mình chốt luôn. Anh chốt. Thật sự là anh cũng không biết chắc chắn là thành phố nào, nhưng mà khi mà nghe cái lời bài hát thì có nhớ thế. Vẫn có hoa trên thì thật sự là Đà Lạt là thành phố nhiều hoa nhất. Dạ. Và cũng giấc mơ nữa. Thường là Đà Lạt thành. Dạ vâng, anh chốt đáp án là thành phố Đà Lạt. Và thành phố Đà Lạt có phải là một đáp án chính xác hay không? Mình chạy thế này thì trung bình thu nhập một tháng được khoảng bao nhiêu anh? Trung bình tháng mình khoảng dao động từ 10 cho tới 15. À, 10 tới 15, hy vọng rằng. Hy vọng. Em không biết được này nhưng em rất muốn là anh sẽ thắng được trong phần này, sẽ thêm một chút xíu thu nhập để mà có thể là cuối tuần này dẫn các cháu đi ăn. Dạ. Thắng là đi ăn bún đậu. Dạ vâng. Đà Lạt. Không phải là một đáp án chính xác. Em sao? Dạ vâng, em rất tiếc. Em xin công bố đáp án chính xác là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, em rất là tiếc bởi vì những điều mà anh chia sẻ và cũng như phân tích nó rất là hợp lý, là có hoa rồi mộng mơ này nọ. Tiếc thay đó lại là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thì đó cũng là ngụ ý của tác giả. Nhưng mà thôi anh cũng đừng buồn, tụi em vẫn sẽ có một món quà nho nhỏ gửi tặng cho anh. Dạ vâng ạ. Dạ đây, đây là món quà của chương trình giải đấu đường phố gửi tặng cho anh. Cái gói này thì em nghĩ là nó sẽ phù hợp cho thí dụ như là anh có đi đường xa rồi anh phải ngủ lại qua đêm trên xe, thì đây cũng có thể là một cái gối để anh có thể ngủ ngon hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh và chúc anh có thật nhiều sức khỏe. Dạ vâng ạ, em chúc anh sức khỏe, mọi điều tốt đẹp sẽ tới với gia đình mình. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ, dạ, em bắt tay anh sớm. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, bây giờ thì tụi em lại rong ruổi tiếp đây. Anh thì lại chạy tiếp những cuốc xe. Anh em mình mỗi người một công việc, nhưng quan trọng có duyên gặp nhau rồi, hai anh em cùng nhau sức khỏe. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, dạ. Dạ rồi, mình chụp với nhau tấm hình với anh ha. Dạ. Giải đấu đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Đây, hình như mấy bạn chưa có làm việc. Hello. À. Hello, 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 em là... Mình là kinh doanh cái gì đây? À, bên em mở lao, chốt đồ ăn rồi. À, em tên là gì? Em tên là Sơn. À, Sơn à? Tụi anh muốn vô uống free. Ủa? À, Sơn này... quá hả? Thì... Hello anh. À, dạ. Hello anh. Dạ. Rất là vui mừng khi có mọi người đến. Đây, đây quán ba gọi là quán cocktail. À, cocktail, dạ. Quản lý, và đây là ông Huy là chủ của quán. Mọi người tất cả, ví dụ như mọi người muốn vào đây để chill hoặc là để đóng phim thì tất cả ở đây sẽ hỗ trợ mọi người hết. Wow, mình. Ok chưa? Dạ, cảm và sẽ là ví dụ như mọi người như thế nào để anh sẽ Dạ em ở kế bên đây luôn. À, em ở kế bên đây luôn. Vâng, kế bên luôn. Em tối em hay ra khu này lắm. Emily, em sẽ có một cái thẻ tip cho mọi người được không? À, em là Emily hả? Đúng rồi, Emily. À, thì thật sự là em cũng chia sẻ với lại Emily, với lại anh là tên gì, anh tên gì ạ? Mình tên là Châu, mình rất anh Châu, anh là một người rất là nhiệt tình và em ngưỡng mình ngưỡng mộ bạn rất là nhiều. Dạ vâng, thế may mắn quá. Thật sự là em cũng chia sẻ thẳng thật với anh với lại Emily đây thì thôi anh hôm nay định nói cái vụ đó thôi đừng nói. Em đã dặn anh đừng nói rồi, anh nói vậy ngại lắm. Dạ dạ, khi cứ để em hết rồi. Dạ dạ, em hãy cứ để anh Khoa nói đi. Em chia sẻ thật là nhưng mà hồi nãy hình như anh vẫn chưa thực hiện thử thách không? Chỗ này chỗ ăn uống, người ta tự nhiên hỏi nhà vệ sinh ấy, thôi bây giờ cho anh cái thử thách khác đi được không Khánh? Rồi. Ok. Vậy bây giờ em sẽ cho anh thử thách khác là khi anh gặp khách mời. Ừ, gặp khách mời hay là... Nhưng mà khách mời, nhưng mà lộn, khách gặp người chơi á. Bất cứ ai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em chỉ nháy mắt, em chỉ định là anh sẽ nói là em ơi có thể cho anh mượn khoảng 20 triệu không? Tại bây giờ kinh tế đang thua lỗ với là quán bún đậu của anh, mà anh phải thuyết phục ta kiểu như là anh nói anh thật sự khổ chứ anh không có được dẻo, là người ta biết anh xạo, anh không có được xạo nha. Anh phải nói thiệt là bây giờ anh kinh tế khó khăn lắm, bây giờ cho mượn 20 triệu thôi, nhưng mà anh kiểu nói chuyện riêng, anh giả bộ bịch mít lại á, nhưng mà thật sự là anh chẳng bịch á, hiểu không? Em nghĩ là ok á. Nhưng mà được rồi, anh sẽ làm, nhưng mà không phải là cần người ta cho nha. Đúng cho rồi, khó lắm em ơi. Đúng rồi, anh chỉ thử thôi. Rồi rồi, rồi được, được được. Dạo này em cũng từ khi cô em bé ấy, thì mọi công việc nó cũng khó khăn với lại anh biết là tình hình buôn bán bây giờ nó cũng hơi khó ấy. Thì hôm nay thì cái duyên gặp anh và gặp anh là một người thật sự rất là nhiệt tình. Được. Và em cảm thấy nụ cười trên trên miệng của anh là nó rất là tươi, thì anh có thể cho em vay 20 triệu được không? Rồi, nhận kèo luôn, đọc số tài khoản. Trời ơi, đọc số. Dạ 401 ACB Nguyễn Hữu Duy Khánh. Đọc số. Mình chuyển khoản ngay luôn. Riêng với bạn Khoa là người mình ngưỡng mộ. Bao nhiêu tiền? Dạ nhưng mà em nhận giùm. À rồi, 20 triệu. Ủa anh, nhưng mà gì? Anh có đang xỉn không? Anh không chỉnh. Là bây giờ anh cho luôn hay cho mượn? Cho luôn cũng được. Trời ơi. Anh bấm số luôn. Đây là đối với những người mình ngưỡng mộ, ngưỡng mộ là mình yêu thích. Tiền bạc nó không vấn đề. Vậy 100 triệu đúng không anh? Không. 100 triệu. Thì nói chung là nó
50 triệu thì mình cho luôn. Trời ơi, 100 triệu, trăm triệu là mình sẽ cho mượn. Trời ơi, em giỡn á. Không, thôi. Đồng số. Không, 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 tụi em chỉ là giỡn thôi. Vừa rồi là cái thử thách Khánh đặt cho em. Khánh đặt bắt em là thử đi vay ai xem là có người ta có cho hay không. Nhưng mà thật sự các bạn phải hiểu đúng này. anh một người mình ngưỡng mộ. Rồi. Mà bạn ấy đang gặp khó khăn. Dạ, đúng không? Dạ, mình phải hỗ trợ cho bạn ấy để làm sao để bạn ấy vẫn được cứ phát triển được. Anh tỉnh táo nghe em nói nè, em nói cho anh biết hiện tại anh Khoa đang nằm trong top những nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam. Ủa cái gì em ơi, anh là em Khánh ơi, anh là em. Vậy thì Khoa cho mình mượn tiền trở lại nhá. Anh nhìn em, anh nhìn em có giống mặt người có tiền không? Mặt em có giống. Đúng rồi. Dạ cảm ơn anh rất nhiều, anh vượt qua thử thách rồi nhá. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì rất là có duyên gặp anh. Tụi em đang chương trình là giải đố đường phố. Em đi khám phá con phố. Ngày hôm nay để gặp anh thì rất là có duyên thì. Dạ anh đánh không bây giờ hả? Thì đánh không? Hả? Đánh không? Khoảng 20 phút thôi. Có. Anh thích anh Khoa đúng không? Ừ. Bây giờ tụi em muốn rủ anh tham gia một cái game này cùng với anh Mạc Văn Khoa. Rồi, nhận kèo. À, nhận kèo luôn, trời ơi. Riêng. Đây gọi là người mình rất là ngưỡng mộ. Trời ơi. Nhiều quá tuyệt vời. À, gì nhỉ? Tất cả mọi cái chương trình á, mình suốt ngày mình xem đồ tất cả mọi cái. Duyên dáng lắm đúng không? Dạ. Tất cả thì ok. Anh đồng ý tham gia game cùng với tụi em. Ok, nhận kèo. Ok. Dạ. Yeah. Dạ. Ok. Dạ, mình bắt đầu nha anh. Vâng, ok. Em chào anh. Rồi. Bọn em đến từ chương trình giải đấu đường phố. Rồi. Thường thường em sẽ hỏi một câu là anh tên gì, nhưng mà bây giờ em chưa hỏi câu đấy. Rồi. Em hỏi lý do vì sao mà hồi nãy anh cho em mượn tiền nhanh như thế. Bởi vì là mình là hâm mộ, rất hâm mộ luôn. Và mình muốn là các bạn phát triển hơn nữa để mà mình có được những cái game show các bạn. Mình xem, mình rất là muốn là như vậy. Là sẵn sàng là coi như chỉ cần anh Mạnh em Khoa công một cái là chuyển liền. Cần phát triển lên, mình bấm tài khoản các bạn, bấm ấy, mình quét nó chuyển qua luôn mà. Nhưng mà rõ ràng là cái hành động vừa rồi của anh rất là dễ thương mà cũng chứng minh là anh rất là ngưỡng mộ và cũng như là quý anh Mạnh em Khoa. Đúng rồi. Dạ vâng. Khi mà được gặp một người mà quý mình ấy thì em thật sự em rất là trân trọng. Và tụi em thì là những người diễn viên thì tụi em cái điều lớn nhất là tụi em mong muốn là cũng chỉ cần như vậy thôi. Dạ vâng. Mà gặp anh như thế này thì mình cũng có một cái để động lực để tụi em và Khánh càng ngày càng cố gắng phát triển hơn thì để mang lại thật nhiều những cái chương trình, những tiếng cười cho mọi người. Cũng cảm ơn anh vì đã dành thời gian ngày hôm nay ngồi lại với tụi em tí xíu để mà trò chuyện với nhau. Rồi. Thôi giờ cho em xin biết tên của anh nha. Mình tên là Châu. Dạ vâng. Công việc của mình hiện tại là mình chuyên thiết kế và thi công nội thất. Vâng. Chuyên cho các nhà hàng, khách sạn rồi các chung cư, nhà phố đầy đủ hết luôn. Về vấn đề nội thất đấy là anh sẽ chịu trách nhiệm và anh lo. Và đúng rồi. Của cái quán hồi nãy là cũng anh cũng là đúng một phần cho cái thiết kế nội thất đúng không? Quán lúc nãy là quán của em gái mình thi công thiết kế tất cả mọi thứ luôn. Cái gì mà gọi là cái năng lượng mạnh thường quân của anh á, dạ, đã khiến cho em rất là xúc động. Và em muốn hỏi là với cái tính chất công việc của anh á, thì một ngày của mình nó trôi qua gần như nó chiếm đa phần thời gian của mình quá nhiều đúng không anh? Nó rất là nhiều thời gian, nhưng mà ví dụ buổi tối, thường là anh chỉ có thời gian buổi tối tầm ở khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ đêm. Lúc đấy đồng hồ. Lúc đấy là bắt đầu là anh sẽ mở lên. Chào bạn. Dạ xin lỗi. Dạ. Đi tắm từ 6 giờ cha. Anh đi làm cả ngày. Xong rồi lúc đấy là bắt đầu là mình sẽ mở ra. Đôi lúc là mình làm xem người hâm mộ của mình có chương trình mới không, để mình xem cho vui không. Người các game show chẳng hạn như vậy. Yeah. Đấy. Thì cái khoảng thời gian các chương trình của các em ấy sẽ giúp cho tụi anh giảm stress rất là nhiều. Dạ vâng. Mình cảm giác một ngày là việc học tập của mình nó sẽ hạ xuống. Yeah. Rồi bắt đầu nữa là mình sẽ bước qua một cái chương trình mới của ngày mai. Yeah. Rồi của thời gian sau nữa. Yeah. Tại vì điều anh rất là mong muốn. Yeah, tại vì hồi nãy em hỏi anh câu đó là em chưa kịp hỏi xong là ý là, nhưng mà anh đã trả lời luôn cái ý của em rồi. Có nghĩa là trong một ngày phần lớn cái công việc của anh rất là nhiều thì anh sẽ thích cái hoạt động này nhiều hơn, nhưng mà như anh mới chia sẻ là anh thích cái hoạt động coi và ngắm thần tượng Mạnh Văn Khoa. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Áp lực quá. Ông thần này có phải đâu. Anh ơi, ông thần này là từ cái ngày xưa mà ông là còn dám đánh thui. Bây giờ vẫn đen mà. Bây giờ vẫn đen mà. Bây giờ trắng hơn chút xíu rồi. Ôi trắng hơn được xíu anh. Trắng hơn chút xíu. Mày quá. Hít hơi sâu à? Hít sâu à? Thở ra mồm từ từ. Thở ra từ từ thôi. Tim thì nó ép. Mũi thì bắt đầu cổ họng nó khô. Mà quan trọng nhất là cái chân nó không còn sức để mình bước nữa. Trong cuộc đời tới bây giờ chưa bao giờ mà tôi thấy nó mệt như thế này. Dạ, ngày xưa thì mặt em nó khắc khổ hơn. Đúng bây rồi. Giờ thì mặt nó chuyển qua vất vả anh ạ. Sao vất vả chứ? Bây giờ có nghĩa là ngày xưa khắc khổ hơn một chút, bây giờ là có nghĩa là nó tươi hơn một chút. Dạ, đấy. Vậy thì anh Khoa sắp tới là mình sống ráng sống cho tốt để không phụ lòng anh. Đây ha. Anh Châu dạ, quá. Anh Châu, dạ, anh Châu. Em dạ. sẽ cố gắng làm thế nào để mà sống tốt nhất. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay thì em xin phép vô chủ đề chính của rồi. Chúng ta ha, là rồi. Giải đố đường phố. Rồi, chúng okay. ta sẽ có hai bộ đề để mà rủ người chơi tham gia rồi. Và chơi giải đố xong nhận quà. Có nhận quà nữa. Có nhận quà luôn. Bây giờ
Bây giờ anh có định tham gia tụi em không? Có nhận ấy, con quà là anh phải tham gia nha. Vậy là anh đồng ý. Nhưng mà tự nhiên quà bằng hiện vật hay là quà bằng nói luôn nha. Em quý lắm ạ, em quý anh lắm em mới nói. Rồi, nói luôn. Nên kêu luôn. 500.000. Quá lớn. Rồi. Folder thứ hai. Hả? Chỉ có một folder thôi à? Đâu, cái đó chỉ có một folder nhưng mà đó là giỡn thôi, thật là 5 triệu đồng tiền mặt. Ui giời ơi, lớn thế. Còn nếu như mà không thắng được thì tụi em vẫn có một cái phần quà nhỏ làm kỷ niệm. Dạ, bây giờ mình sẽ có hai bộ đề. Bộ đề thứ nhất là trắc nghiệm, gồm có 5 câu. Bộ đề thứ hai là câu tự luận, chỉ có một câu duy nhất thôi. Rồi, ok. Giờ anh chọn bộ đề nào? Mình thích chơi trắc nghiệm hơn. Trắc nghiệm mà khi mà anh chọn bộ đề trắc nghiệm ấy thì gặp câu hỏi khó thì anh có thể sử dụng quyền trợ giúp. Rồi. Thì đây là bộ đề của tụi em. Vậy thì bây giờ anh sẽ chọn một bộ bất kỳ dành cho mình. Rồi. Bây giờ là mình sẽ kiểu là như kiểu may mắn. Đúng rồi, tuổi thơ ngày xưa của anh mình thầm thay may rủi bữa củi đi chơi. Nó lại về thứ con. Chơi về đúng anh chỉ. Dạ vâng, đi một vòng lớn ngày xưa đấy anh hả? Ngày xưa đấy. Anh em mình có câu thầm thay may rủi bữa củi đi chơi. Một câu đấy. Đúng rồi. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Câu đầu tiên dành cho anh. Vật dụng để che thường dùng trong nghi lễ đón rước vua quan hoặc thánh thần thời trước thì gọi là gì? Lọng. Lọng. Có đáp án lọng không? À, lọng. Trời ơi. Ôi, anh trả ơi, luôn. Anh là người đầu tiên trả lời mà Khánh trước khi đọc đáp án luôn đó. Không phải, bởi vì là cái phần quà lớn quá là làm sao nhanh nhất để mà lấy quà. Có nghe là anh có cần nghe hai đáp án còn lại không? Không cần luôn, lọng chính xác rồi. Người ta em cũng xin phép đọc cho khán giả nghe nha. Dạ anh cứ giao lưu đi. Dạ A là lọng, B là lỏng, anh em mình và ngồi ôm nhau. Dạ em chúc mừng anh. Dạ vâng. Anh nghe kết quả không ạ? Anh em mình phải ngồi ôm nhau. Dạ em chúc mừng anh. Dạ vâng. Không cần, anh không cần. Anh biết là đúng rồi. Dạ về mình đi. Dạ gia đình em phải đi. Dạ sẽ phải đi tìm kiếm người chơi khác. Anh không cần nghe kết quả nữa. Anh chọn lỏng đúng không? Đúng rồi. Là đáp án Nga. Rồi. Là một đáp án chính xác. Anh chưa biết cho nên là chắc chắn. Dạ bây giờ mời câu thứ hai nha. Dạ Karl Marx là nhà tư tưởng vĩ đại sáng lập ra chủ nghĩa Marx mang quốc tịch nào? A. Đức. A. Đức. Á. Có Đức không? A Nga. B Đức. Sao ngon nhau trời ơi. Trời ơi hôm nay. Hôm nay em gặp được dỗ trời. Ôi trời ơi. Hôm nay em gặp được dỗ trời. Ôi trời ơi. Từ. Không phải em chưa gặp ai mà em té ghế như thế này đấy. Thật sự là. Đây cảm động luôn. Em bị hỗn loạn quá. Ok. Rồi bây giờ từ anh cho em làm tốt vai trò của em nha. Em xin phép nha. Vai trò của Khánh là phải công bố đáp án mà anh cứ thế này là Khánh giống như không có giá trị trong chương trình này. Dạ đúng rồi. Thế luôn á. À rồi. Anh bình tĩnh chưa? Thật sự bình tĩnh. Thế là bây giờ anh phải chậm lại một chút. Đúng rồi. Nãy giờ em thấy anh hơi tăng động ha. Dạ vâng. A là Nga, B là Đức và C là Pháp. Đáp án của anh chốt là Đức và là một đáp án chính xác. Đúng rồi. Cảm ơn mọi người. Rồi. Tiếp hành nào. Từ thắng thông lên nha. Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu? A. 18, B. 21, C. 23. Từ 18 tuổi trở lên. Bởi vì sao? Độ tuổi mà đủ cái tuổi trưởng thành của ở Việt Nam là từ 18 tuổi trở lên. Yeah. Và một người 18 tuổi người ta có đủ năng lực, người ta có đủ tầm nhìn, người ta có đủ cái suy nghĩ thì sẽ là đủ tầm để được mọi người tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội. Do đó mình chọn phương án cuối cùng là 18. Chốt 18. Chốt 18. Đúng rồi. Chắc chưa? Chắc chắn luôn. Và đáp án là B. 21. Trời ơi buồn quá. Em xin phép đọc cho anh thuyết phục ha. Dạ vâng. Tại vì theo điều 27 Hiến pháp 2013, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên để có quyền ứng cử vào Quốc hội. Dạ. À là 18 là chỉ là bầu cử rồi, thôi. Và bầu cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Dạ vâng. Nói chung là nó chỉ là có một cái chút sơ sót nhẹ thôi. Chứ là anh phân tích vậy là quá hay. Đúng rồi. Vâng. Vâng. Cái mình theo cách mình suy nghĩ. Vâng. Có thể là đôi lúc là mình không thể là đi tường tận hết cái pháp. Với lại kiến thức thì không thể nào mà ai tự tin anh là cái gì cũng rồi. Biết ngay. Nhưng mà em thật sự bọn em quay rất là nhiều số rồi nhưng mà chưa gặp số nào mà hai câu đầu là chưa đọc đáp án là đã trả lời đúng. Biết là quá giỏi, anh quá giỏi thật sự. Anh mặc dù là mình không nhận được 5 triệu, anh có buồn không? Không buồn, bởi vì anh còn cả 20 triệu nó phải cho người khác được mà, đúng không? Nhưng mà cái niềm vui lớn nhất của anh là được gặp thần tượng đúng của anh. Rồi hôm nay được gặp Khánh nhá. Vâng, cảm ơn anh. Rất là mới. Em nhưng mà anh cũng rất là mong muốn là sau này sẽ nhìn thấy Khánh và gặp Khánh ở trên truyền hình nhiều hơn. Vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ tụi em sẽ có một món quà dành tặng anh luôn. Rồi, anh ơi, em hỏi nè, thời gian anh bận rộn nhiều như vậy, anh có hay tập thể dục không?
Có, mình chủ yếu là thường thường là một tuần là mình vẫn phải có một buổi là mình tập gym và tập bơi, tất cả mọi thứ. Vâng, vậy thì... bởi vì các bạn biết không, mình hoạt động rồi thì bây giờ cái cuộc sống mình là mình phải có một chút gì để thư giãn, tập để mà đảm bảo sức khỏe của mình. Vâng. Em bây giờ em sẽ tặng anh một món quà để anh có thể kết hợp bằng việc là vừa tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe mà vừa có thể giải trí với những tiết mục chương trình của Mạc Văn Khoa. Vâng, anh vừa nhảy dây vừa xem Mạc Văn Khoa chơi game show, đóng phim. Trời ơi, dạ vâng, em cảm ơn. Em cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, chúc mừng luôn, hy vọng đây là một món quà nhỏ nhẹ thôi nha. Anh nhảy nhẹ biết sao không, nhảy nhảy mạnh nó cái tiếng nó bụp bụp, anh không nghe anh Khoa quăng miếng được. Ok, quá tuyệt vời. Dạ vâng, hy vọng rằng món quà nhỏ này thì mỗi lần anh nhìn thấy món quà này sẽ nhớ tới tụi em. Dạ, mình cảm ơn các bạn nhiều. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ em chúc anh rất em chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, em sẽ cố gắng làm thế nào để mình thật là vận động thật là tốt, phát triển thật tốt để càng ngày ra được nhiều những cái tiểu phẩm hay hơn. Ok, dạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh. Giải đấu đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Nãy cảm xúc của anh khi gặp gọi là tạm gọi là khán giả hâm mộ quá, quá khích. Vui không? Vui cho em, hạnh phúc lắm. Rất là hạnh phúc luôn. Mình không phải lúc nào mình cũng gặp được một người nhiệt tình với mình như thế. Thôi vậy là quá vui rồi. Xin chào. Chào tụi em. Chào mấy bạn. Mấy bạn đang đứng đón khách ạ? Quán mình thì mấy giờ bắt đầu mở cửa? 2 giờ. 3 giờ chiều hả? Trời ơi, quá trời ơi. Mấy bạn làm đến mấy giờ thì nghỉ à? 2 giờ. Nhưng mà bây giờ thì chắc là chưa có khách vô đúng không? Chơi game với bạn. Chủ biết có sao không? Thiệt không? Trời ơi, dễ vậy thương quá. Đây là ông chủ của em hả? À, người Hàn Quốc luôn hả? À, annyeonghaseyo. Hello. Em hiểu rồi, anh đang định nói. Okay. Nói chuyện với hồi lát nữa người ta nói xong á, cái em nói cái anh chào người ta ha. Rồi, em bây giờ đồng ý tham gia ngồi chơi tụi anh đúng không? Ok, set up. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn vì đã dành thời gian ra đồng hành cùng với Khánh với anh Mạc Văn Khoa trong chương trình giải đấu đường phố. Hồi nãy Khánh cũng có nói chuyện sơ sơ với anh quản lý thì anh cũng rất là vui và cũng như là đồng ý cho các bạn tham gia, nên là mình cứ thoải mái và có thể chia sẻ, yên tâm là không có bị la gì hết đâu nha. Rồi. Thật sự thì hồi nãy anh với Khánh đang đi ở trên đường kia thì có nhìn qua bên đường thấy tụi em cũng đang nhìn tụi anh. Thì bây giờ cho anh hỏi là khi mà tụi em nhìn thấy tụi anh thì cảm nhận của tụi em thế nào? Dạ, rất là tiếc luôn, kiểu muốn chạy tới. Nhưng mà cuối cùng là mình chạy tới các bạn luôn. Đúng, riêng tụi anh ở bên kia qua ấy, thì nhìn thấy tụi em thì cảm giác có một cái nguồn năng lượng rất là tốt luôn. Và ai mặt cũng rất là tươi, vui. Giống như kiểu làm tụi anh phải đi qua bên đây ấy. Thì cảm nhận của em khi lần đầu tiên nhìn thấy anh thế nào? Hồi nãy em có tâm sự nhẹ nhẹ với anh ấy. Anh ơi, anh hỏi cùng hả? Chết rồi. Ê, cái thái độ đó không được. Cảm nhận của em khi lần đầu nhìn thấy anh thế nào? Khi lần đầu nhìn thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh đẹp trai. Cảm ơn em rất là nhiều. Trong ánh mắt của em 100% là đang nói thật, anh tin điều đấy. Thôi là đi từ xa, thật sự là nhìn thấy tụi em là anh rất là vui và thấy tụi em vẫy chào rồi làm cho anh có cảm giác thiện cảm với anh. Không, cái quan trọng là anh nghe được mùi đồ ăn. Thì thật sự là anh quá nói rồi. Lát nữa nếu mà được thì mình chơi game xong thì có thể tặng cho anh với anh qua mọi người một chén súp kim chi. Nếu được vậy quá tốt rồi. Ủa, chương trình mình là chương trình mưu sinh ở không có lại. Em có tham gia chương trình gì mưu sinh đâu, là mình tới đây để mình giao lưu chơi game. Em xin lỗi. Thôi bây giờ thì trước khi chơi ấy thì tụi em có thể giới thiệu về bản thân mình cho tụi anh cũng như là quý vị khán giả được biết không? Dạ, em tên là Ngọc Trâm. Em là nhân viên của Minh Nhất Thực Sơn. Em làm 3 tháng. Ngoài làm ở đây thì em có đang đi học hay là làm ở chỗ khác không? Dạ, em xin phép. Em tên là Thẩm. Em làm ở đây được 6 tháng. Dạ. Trong 6 tháng vừa qua, cảm nhận của em về mọi người như thế nào? Dạ, mọi người đều rất là hòa đồng. Anh Kha thì hơi... Hơi gì? Hơi gì? Hơi ăn hiếp bọn em. Ăn hiếp bọn em rồi. À, bình thường người ta nói là ma cũ ăn hiếp ma mới, còn này là ma mới ăn hiếp ma cũ. Trời ơi, dữ vậy. Không, anh nghĩ là Kha cũng đi làm ở nhiều nơi rồi cho nên là kinh nghiệm thì là sẽ hỗ trợ lẫn nhau thôi, đúng không? Dạ. Nhưng mà ngoài tụi em ngoài làm công việc ở đây thì tụi em có làm công việc gì khác không? Em bữa sáng em đi học thôi. Em đang học ngành gì?
học mà tiếng ạ. Tiếng. À, tiếng dạ. À, ngôn ngữ Hàn hả? Ví dụ như là anh yêu em thì nó sao? Sarangheo. 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 Hello hả? Hello là bên tiếng Anh này. Anh cái giọng anh nó không được hợp với lại ngoại ngữ cho lắm. À, điều mà nói là bạn đẹp trai quá. Nói sao? Mà xem né anh Khoa tự nhiên nói đẹp trai chứ, đẹp trai hả? Đẹp trai. Em ơi, đây là anh Khoa buồn hả? Tổng thương á. Em nhìn thẳng vào mặt anh em. Và em nói câu đó đi, nói bạn đẹp trai quá. Vậy thôi, nói anh Khoa dễ thương quá hay nào được không? Kyo không, cái đó Kyo là bên Tokyo là bên Nhật à. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi mình bỏ qua cái đề tài đi ha. Dạ. Ok. Cảm ơn Thảo Nguyên. Chàng trai mới đây nãy giờ là hồi nãy là em có nói đây là một chàng trai nói chuyện vô cùng vui. Đâu? Vui từ đầu tới bây giờ chưa thấy nói một câu nào hết. Tại vì cũng ngạo kính anh cho nên là từ từ cởi mở hơn. Tại ngạo kính. Trong khi em có hai cái ống kính trên mắt. Ống kính đối diện mình nó khác. Rồi. Em tên Kha, em là nhân viên quán Mua Máy Giờ Sao. Em làm đây được 2 tháng rồi. Mới hả? Dạ, nhưng mà thấy bạn có vẻ rất là thạo việc. Nhưng mà trước khi làm ở đây thì em có làm công việc này ở đâu không? Em cũng làm nhiều quán, nhiều việc. Nhưng mà em thấy ở đây rất ok nên em quyết định chỉ cho cái đây liệu. Là anh ấy không biết là em nội bộ trong quán như thế nào. Nhưng mà riêng khi anh bước vào một quán nhìn thấy tụi em là anh cảm thấy quán này rất là thoải mái. Và anh cảm thấy nhân viên ở đây anh quá căng thẳng. Anh để anh nói hết. Anh cảm thấy nhân viên tụi em làm rất là yêu thương nhau, đoàn kết lẫn nhau. Anh Khoa, đúng hay không? Anh Khoa, nghe em nói nè, bình tĩnh lại đi. Tại sao nó chỉ một anh nói là anh cho mọi người thấy được cái sự thoải mái của anh. Anh đang rất căng thẳng. Em làm anh căng hơn á. Được rồi anh Khoa. Thôi, mọi người đang rất là vui vẻ Khánh ơi. Vâng, em cũng thật sự rất là vui vẻ mà. Thì anh biết là một ngày các bạn phải phân bổ thời gian của mình giữa việc học và việc làm thêm. Rồi chưa kể là sẽ có những mối quan hệ ở trong chỗ làm của mình nè, trong trường và cả ngoài xã hội nữa. Thì không biết là bạn sẽ có rất là nhiều hoạt động trong một ngày. Thì đâu là một cái hoạt động mà bạn cảm thấy bạn thích và mong chờ nó nhất trong một ngày? Em thấy thích đi học nhất. Sau đó là thích đi làm. Tại vì em thích công việc của mình lắm. Mình không có đi chơi, giải trí gì hết hả? Dạ, đi chơi em hiếm khi lắm. Vậy nhật là ngày nghỉ. Khi nào mà ngủ dậy nổi thì mới đi chơi, đi cà phê thôi. Anh xin lỗi, nhưng em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 2003. Chắc là bạn phải kêu Khoa bằng chú á. Bạn phải kêu Khoa bằng chú. Em nói không làm là bạn nhỏ anh Khoa, chắc là hai con giáp. Anh Khoa là 76. Em ơi, 76 là 76 thế nào? Gì? Chứ sao em tra Google á? Google cái gì? Mạc Văn Khoa sinh năm bao nhiêu? Mạc Văn Khoa sinh ngày 4 tháng 5 năm 1992. Sao không sao được 76 nói thật sự. Anh là 9x đấy. Thì cách em là một con giáp, một bạn rất là nhỏ nhưng mà có những cái tư duy sống rất là hay. Và bây giờ cái mà điều bạn đó đang làm và chinh phục đó chính là học tập và làm việc. Còn Kha bình thường thì ngoài đi làm ra thì cái hoạt động nào mà em thích nhất? Dạ ngủ. Ngủ. Giống anh luôn. Anh, em chia sẻ quan điểm của em xíu nha. Em bị một cái giống như em, bạn bè em luôn la em, nói là tại sao không bao giờ thấy mày ngủ. Anh có biết bữa giờ đi quay cái này là 4-5 ngày rồi. Em gần như không có ngủ luôn anh Kha. Mà là tại sao lại không ngủ được, mất ngủ hay là... Không. Em có một cái thói quen, nó là gọi là thói quen hơi xấu, là em luôn sợ là lúc mà em ngủ á, em sẽ bị bỏ lỡ đi một cái niềm vui gì đó. Dạ. À. Vâng, em luôn sợ như vậy. Dạ, nên là tự nhiên thấy một người ngủ được em vui ghê á. Cuộc sống mình phải có ăn có ngủ thì mới hoạt động và làm việc được, chứ em cứ thức suốt như vậy thì làm sao mà em đủ tỉnh táo để mà sức khỏe mà đi làm. Và em là con người, em phải có được ngủ, giấc ngủ. Rồi nó... Em có thể là một cái bác sĩ tâm lý mà em hy sinh giấc ngủ của mình mà để em giải tỏa. Và em vì cuộc chơi mà em không ngủ, anh thật sự. À, anh Khoa, nghe em nói anh Khoa. Thật sự là em rất là vui và rất là đón nhận những cái lời mà anh góp ý và động viên em. Qua cái lăng kính của sự hài hước luôn á, em cảm thấy rất là trân trọng. Nhưng mà em thấy anh đang chia sẻ nó rất là gay gắt. Em không biết. Anh quan tâm tới giấc ngủ của em Khánh ơi. Vâng, em sẽ từ nay ngủ nhiều đi Khánh nhá. Vâng, mày muốn có gì ngủ rồi có gì mọi người nhắn cho em biết nha. Bây giờ là cứ tầm 12 giờ anh sẽ gọi điện cho em. Em lúc đó là em bắt đầu phải đi ngủ nha. Tối nay em sẽ nhắn cho anh cái password, cái camera của em được không? Có gì anh cứ theo dõi, anh nhắn tin. Anh check cam hả? Dạ vâng. Rồi, anh sẽ quan sát cam nha em. Từ nay ngủ đủ 8 tiếng nha. Thôi bây giờ tới em, tụi anh thì hay cãi nhau như vậy thôi chứ không có gì đâu. Cũng không dẫn với nhau nhiều nữa đâu. À cũng ý là chỉ còn vài tập nữa là tụi anh không có quay tiếp nữa.
Rồi, còn em, hoạt động nào mà em cảm thấy yêu thích nhất sau những giờ làm việc? Đi chơi là cụ thể là anh cho em biết là đi chơi rồi, nhưng đi chơi cái gì ấy? Đi cà phê với bạn bè. Công việc của mình, rồi học tập nó chắc chắn sẽ có áp lực. Cà phê thư giãn hay là gặp gỡ bạn bè đó là cái chuyện Thắng nghĩ là cũng nên làm để mà mình khuây khỏa đầu óc. Dạ. Vâng, thì tụi em là nãy là đồng ý xác nhận tham gia rồi, không biết giờ tụi em có hối hận không? Dạ không. Vậy bây giờ mình đại diện ra một người để tham gia. Ai sẽ là người tham gia? Dạ. Em tham gia thì em chọn bộ trắc nghiệm hay tự luận? Trắc nghiệm đi cho nó dài. Trắc nghiệm. Dạ. Rồi, em chọn một bộ bất kỳ. Rồi, ok. Rồi anh xin. Đây. Rồi bây giờ em sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Em có cần hai bạn nói gì đó hay là động viên em như thế nào không? Tự tế đi giờ. Anh nghĩ em sẽ làm được. Cố lên. Cố lên. Quá tuyệt vời. Ok, câu hỏi đầu tiên dành cho Thảo Nguyên như sau. Chữ cái nào nằm trong bảng chữ cái tiếng Anh? A B A C O. Cảm giác nó nhức nhức nhau. Ừ, là nãy anh đọc thôi câu hỏi á. Ý là gì? Ý là chút con chữ không em nè Khánh ơi, làm ơn anh lạy em. Khánh ơi, em đọc cho nó chậm rõ ràng đi. Chữ cái nào nằm trong bảng chữ cái tiếng Anh? A B A C ơ. Có nghĩa là nó có ba đáp án A B C. Dạ. Cái A là tương đương với A. Dạ, đáp án A. Là nằm trong bảng chữ cái tiếng Anh. Là bây giờ em chọn đáp án A, em chọn chữ A, em nói đi. Dạ, em chọn đáp án A. Thì đáp án A là chữ A đó em. Vâng, và đáp án A là một đáp án chính xác. Rồi. Thật sự câu vừa rồi rất là đơn giản đấy, nhưng không, qua không. Cái lời đọc của Khánh nó thành phức tạp. Ủa? Chứ toàn làm á ớ thì làm gì có trong bảng chữ cái. Thì nó câu hỏi nó vậy. Nhưng mà cái nét em đọc chữ A, anh tưởng em đau đớn cái gì lắm ấy. Rồi, ok, dạ một chút nha, vui thôi. Nhưng mà nếu không vui thì mong mọi người bỏ qua. Không vui mà. Bây giờ anh mới mắc cười này. Tại anh cười hơi chậm. Câu số 2. Nhà thiên văn học vĩ đại Nicholas Copernicus là người nước nào? A. Hy Lạp, B. Hà Lan và C. là Ba Lan. Vậy chắc. Em không nghe nè, anh nói nghe nè. Em được quyền phân tích. Em được quyền nói ra chừng nào em cảm thấy là ok chắc chắn em nói chữ chốt. Em trả lời luôn ha. Hy Lạp. Tại sao em lại chọn là Hy Lạp? Tại vì em thấy cái tự là em không biết. À là không có cơ sở hả? À nhưng mà em chốt là Hy Lạp rồi đúng không? Dạ. Nó tại vì thấy cái linh cảm gì đó mà chắc là em không biết. Ok, là mình chốt chưa? Dạ. Rồi. Chốt rồi. Ok. Nhà thiên văn học vĩ đại Nicholas là người nước nào? Em chọn là Hy Lạp. Dạ. Là một đáp án không chính xác. Rất là tiếc. Tại sao em lại chọn Hy Lạp? Em có cơ sở gì không? Dạ. Không có cơ sở, tại sao không chọn quyền trợ giúp? Ở đó em thấy kiểu Nghe nó sẽ liên tưởng tới Hy Lạp đúng không? Hơn là Ba Lan. Và đáp án chính xác là nhà thiên văn học vĩ đại này là người nước Ba Lan. Ồ. Trời ơi, rất là tiếc luôn. Tại vì bạn vẫn còn một quyền trợ giúp. Trời ơi. Mấy câu sau thì lại rất là dễ. Rất là tiếc. Còn nhưng mà không sao hết. Có buồn không? Không có buồn. À, hồi nãy thì Kha với lại em có biết không? Anh cũng không biết luôn. Nếu mà trợ giúp thì anh cũng chịu luôn đó. Nếu mà hồi nãy thật sự em có trợ giúp thì cũng không ra được kết quả. Tại vì anh là người cầm đáp án rồi. Anh Khoa không biết, em cũng không hỏi anh Khoa được. Hai người này không biết, em cũng không hỏi hai người này được. Mà giờ ông chủ người Hàn Quốc em đâu hỏi ông chủ được. Nên là bây giờ mình cũng không có sự lựa chọn nào hết. Nhưng không sao, gặp nhau là vui. Và nãy anh Khoa cũng hứa là sẽ tặng cho em một món quà kỷ niệm nha. Ok. Em thích con Pikachu không? Trong một cái màu thích nhất con nào? Em thích con... em đánh màu luôn không? Được. Em thích màu vàng. Thích màu vàng hả? Màu vàng, tại sao thích màu vàng? Tại thích màu vàng với màu hồng. Vậy hả? Rồi,
Muốn màu vàng, có màu vàng. Đây là một con Pikachu. Con nào Pikachu? Khủng long mà. Khủng long mà. Dạ, xin lỗi, nó còn khủng long. Nhưng em có tương tự hình Pikachu nha bé. Dạ, em chịu khó lấy hai cái bút màu đỏ, em vẽ hai cái má kiểu má điện của Pikachu nha. Ừ. Cảm ơn em và với cái này thì mình có thể bóp nó mỗi khi mà em stress hay là em áp lực trong công việc hay là bị sếp Hàn Quốc la. Hay là bị bạn nẹo nhíp. Đó. Nói chung là ba người cùng chơi mà thì khi nào mà có một cái gì áp lực cái stress thì đấy trong công việc thì bỏ con này ra thay nhau bóp nhá. Bóp nhá. Hy vọng rằng tụi em lúc nào cũng giữ được cái nguồn năng lượng tích cực như thế này. Và rất là cảm ơn tụi em bởi vì tụi em đã rất là dễ thương và nhiệt tình với tụi anh. Và tụi anh chúc cho tụi em lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và sẽ làm được những điều mà tụi em mong muốn ha. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Giải đấu đường phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Nhìn những bậc thang này anh nhớ tới em quá Khánh ơi. Anh ơi, chắc chắn là anh phải nhớ rồi. Nhưng mà rõ ràng nhờ những cái bậc thang này mà anh mới biết là có một người trong số hàng triệu người dân Việt Nam đã yêu thương anh và ủng hộ anh nhiều đến vậy. Nói chung là em mà nếu mà em là anh hồi nãy là em sẽ rất là vui luôn. Em cũng may mắn gặp được vài người, người ta bày tỏ cái sự quý mến mình đó. Thì em mỗi lần em mà thấy ai bày tỏ gì là em đứng em khóc á. Chứ em không biết nói gì thêm nữa. Ủa, cái chỗ này hồi sáng mình chào đầu đây này. Annyeonghaseyo. Bởi vì là chỗ này là một trong những con đường vô cùng đẹp. Cho nên là hồi sáng ấy mình hồi chiều chứ. Vâng. Mình chào nó chưa lên đèn. Còn bây giờ em nhìn đi, lên đèn rồi đó. Thật sự thì anh cũng chưa qua tới đây bao giờ. Ủa, anh chưa qua đây bao giờ là sao? Chưa bao qua đây. Sao anh nói gì đúng rồi vậy? Thì anh nhìn lên ngay trước mặt này, anh nhìn thôi, anh đoán vậy thôi. Nhưng mà anh có thể giúp em không người bốc được không? Làm gì? Anh đang thổ từ nhà. Nhà làm gì? Thay đồ. Thay đồ làm gì? Phú lên đèn mình phải lên đồ chứ anh. Hả? Sao giờ định đánh em hả? Hay sao? Cái gì vậy? Mình lên đồ hả? Lên đồ đi. Gặp gỡ mọi người. Nha. Hả? Cố gắng ngủ nhiều vào nha em. Chứ anh thấy em thiếu ngủ, em cứ thức, em cứ sợ ngủ mất niềm vui như vậy. Anh thấy là nhiều khi tâm lý ấy, nó ảnh hưởng tới cái tâm lý đấy. Cố gắng ngủ nhiều vào thôi, bây giờ đi tiếp đi em. Vâng, thay đồ gì nữa nhá. Vâng nha. Ý là hôm nay đồ thì vẫn vui đúng không? Ừ. Thì không cần lên đồ thì đèn vẫn lên. Vâng, và các bạn ơi, nói về quận 7 là một khu đô thị rất sầm uất. Ừ. Là một nơi có hàng vạn món ăn ngon, là một nơi cực kỳ văn minh và sạch đẹp. Nhưng anh có biết rằng khi mà em dẫn những bạn em tới quận 7 á, các bạn nó không thích. Ủa? Làm sao lại không thích? Tại giống bên nước ngoài quá, không có gì đặc biệt hơn. Để em nào dẫn qua quận 2, gần nhà anh ấy là có ao hồ sông nước đồng ruộng, cho nên là có thể là các bạn nó sẽ thích. Em nhớ không lầm là em đã từng dẫn một người bạn nước ngoài của em từ nước ngoài về và em dẫn đi qua quán bún đậu mắm tôm ăn. Em không nhớ là em có dẫn qua quán của anh hay là em order về nhà. Em không nhớ, nhưng em đã từng giới thiệu quán bún đậu mắm tôm của anh với lại một người bạn. Anh xong có thấy bạn rất là thích. Wow. Người nước ngoài người ta Việt Nam thích ăn những loại mắm. Where you from? Em người Việt Nam. Ủa? Còn bạn người Việt Nam à? Còn bạn là... Ủa? Ta nhìn bạn giống kiểu người nước ngoài quá. Thật sự là anh chia sẻ thật nha, là anh đi vào cái phố người Hàn Quốc này là anh không biết là ai là người Hàn, ai là người Việt. Cho nên hồi nãy anh có chào em thì tha thứ cho anh nhá. Dạ. Mắc bạn, xin lỗi nha, mắc bạn hai mí. Tại bạn đang mắc kiến nên mình để em tưởng một mí nên em tưởng là người Hàn Quốc. Dạ vâng. Thì hai bạn đang hẹn hò hả? Dạ không, em đang đi chơi. Hai bạn rảnh không? Anh Khoa có này muốn nói với các bạn một chuyện rất là nghiêm túc. Anh Khoa có gì nói chuyện nhẹ nhàng với các bạn thôi nha. Bây giờ tình hình là như thế này. Bây giờ thì là hiện tại thì bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là khoảng mấy giờ em nhỉ? Bây giờ là 5:55 và tụi anh tình cờ được gặp tụi em ở đây thì gặp nhau là cứ duyên rồi. Thì bây giờ mời tụi em ngồi xuống làm việc với tụi anh một chút xíu. Anh ơi, không phải bên chính quyền nào mà nói chuyện kiểu đó anh ơi. Anh nói chuyện với các bạn sợ các bạn chạy á. Ủa, là ngồi thiệt các hả? Các bạn sẵn sàng mà em. Bé không sợ, nói giỡn thôi chứ là thật sự là rất là mong muốn là sẽ được có thể trò chuyện với các bạn. Xin các bạn và làm phiền các bạn 15 phút thôi được không ạ? Yeah, cảm ơn. Ok, mình set up chỗ ngồi nha. Ok, rồi. Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới hai em. Dạ, chào anh Khánh, chào anh Hoa. Em tên là Bình. Em sống ở Bình Thạnh. Tên là Bình, sống ở Bình Thạnh. Em tên là Thạnh Bình hả?
À chắc không phải đâu. Ừ, anh hay dậy quá, xin lỗi em. Rồi. Dạ, em sống ở quận 7, em tên Phát. Em tên Phát, rồi, Phát với Bình. Ừ, nhưng mà là em năm nay sinh năm bao nhiêu? Dạ, năm nay sinh năm 2003. 2003 là 20 tuổi. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Thật vô nghĩa. Còn quá nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón em. Anh Duy hỏi em đi. Anh Duy hỏi em đi. Anh Khánh. Anh Khánh hỏi em đi. Hỏi gì? Hỏi em nhiêu tuổi đi. Anh sinh năm mấy đi. Em chắc anh chắc chắn là em cũng ngang ngang với bạn thôi. Và anh cảm thấy là anh càng hỏi thì anh với anh Khoa càng đau. Anh có thể đau 1 với anh Khoa đau 10 lượng. Thôi phải hỏi chứ. Có em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 99 anh. Sinh năm 99 anh. Đâu chưa? Bây giờ hiểu là đâu là như thế nào chưa? Em ở đâu Sài Gòn? Dạ em ở quận 7 Sài Gòn. Quận 7 gần đây. Còn em? Dạ em ở Bình Thạnh. Ờ, nhưng mà cơ duyên nào mà để kiểu em phải lặn lội sang tận đây vào ngày đầu tuần như thế này? Dạ tụi em đi làm ở đây. Dạ. Tụi em đi làm chung với nhóm của tụi em á. Dạ. Dạ. Ê, anh có thể được hỏi công việc đó là gì không? Dạ tụi em đi marketing cho cái quán của tụi em sắp khai trương rồi. Wow. Khi nào khai trương? Dạ ngày 1 tháng 11. Wow. Khi nào khai trương? Dạ ngày 1 tháng 11. Ngày 1 tháng 11. Rồi ở đâu? Dạ ở 77 Hà Huy Tập gần đây luôn anh. Ồ nhưng mà cái quán đó là quán ăn, quán nước hay là quán mùa? Quán ăn giặt có nước có kem luôn. Ồ anh thấy ủng hộ. Dạ em cũng phải là mình bán ở trong nhà hay là kiểu mà ngoài trời? Ngoài trời. À ngoài trời giống như là ngồi bàn ở ngoài bắt đầu là nhìn đường phố này kia đúng không? Dạ thì cho Khánh hỏi thăm tí xíu là hai bạn một ngày như bạn hồi nãy bạn có nói là bạn phải vừa đi học rồi bây giờ còn đang tính cho định hướng là mình sẽ mở một quán nước đúng không ạ? Là công việc kinh doanh nữa thì nó có chiếm quá nhiều thời gian của bạn trong một ngày không? Dạ cũng không anh, tại em làm em học buổi sáng rồi làm chủ yếu là cả chiều cả tối. Ủa? Này là tính ra hết ngày rồi đó. Bé ơi, tính ra hết ngày rồi. Không, ý vậy thôi giờ anh hỏi câu khác nha. Hỏi là em phân bổ thời gian nó có bị vất vả không? Và nếu được chọn một hoạt động trong ngày mà em thích nhất thì đó là gì? Dạ theo em thì hoạt động trong ngày em thích nhất là ngủ. À thích ngủ. Chắc ở cái đoạn này em ngủ giờ nãy trong cái đoạn chưa? Em ngủ từ tầm 4 giờ sáng ngủ tới 7-8 giờ sáng. Ôi vậy thì vẫn ít. Còn Bình, cái hoạt động nào em thích nhất trong ngày nếu mà được làm? Dạ vẫn là ngủ anh. Sao mình thích ngủ thế nhỉ? Gia đình mình nhà mình khoái ngủ nhỉ? Ý là không đi chơi hả? Ý là ngoài ngủ ra bây giờ. Anh hồi nãy gặp ai cũng hầu như là 10 người là tầm 5-8 người là kêu ngủ ấy. Nhưng mà thì ngoài ngủ ra thì tụi em có một cái gì vui chơi khác để mà mình giải trí không? Ý là tụi em thể thao hay là đi cà phê với bạn bè hay là có làm gì không? Chơi game? Dạ đọc sách anh. Em đang tập đọc sách thôi. Quê em ở đâu? Dạ quê em Vũng Tàu. Vũng Tàu. Còn quê em? Dạ Vũng Tàu luôn. À vậy là bạn đồng hương. Ờ vậy là ngày xưa là có ở gần nhà nhau không? Hả? Vậy mới biết luôn. Tại vì tụi em là đang hoạt động trong nhóm của cái quán sắp mở anh. À là tụi em mới quen nhau, mới chơi với nhau hả? Là được bao lâu rồi? Dạ. Một tiếng rồi anh. Cái gì vậy? Ê bị nhức đầu á. Là khoan được. Mới quen nhau một tiếng hả? Anh nói gì thêm đi chứ em bị bí khúc này quá. Anh tại anh cũng đang bất ngờ quá. Ừ, bất ngờ là mình đó. Quen nhau ngày hôm nay là được một tiếng rồi. Tới bây giờ khoảng được hơn một tiếng. Là vì lý do là mình sắp sửa trong một team để mở một cái quán. À ok anh hiểu rồi, anh cũng hết bất ngờ đấy. Chúc cho hai bạn là cái dự án lần này sẽ thành công rực rỡ. Vâng, anh Khoa. Cảm ơn. Lúc trò chuyện đã kết thúc rồi. Khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ đã kết thúc rồi. Và ngay bây giờ mình phải kịch tính lên đi anh Khoa. Đã chơi, có chơi là có chịu. Tụi em có đồng ý tham gia chơi với tụi anh không? Dạ chơi luôn anh. Chơi luôn anh. Chơi luôn. Đâu sợ. Tụi em không sợ hả? Sợ gì? Nãy giờ anh làm như thế không sợ hả? Em sợ gì hay anh? Ok. Mọi lời nói và hành động từ giây phút này trở về sau là tụi em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bản thân mình, trước toàn xã hội. Đúng, có thể là gia đình của tụi em nữa. Ừ. À, thầy cô giáo. Rồi. Bây giờ hai em suy nghĩ rồi bây giờ mình thống nhất với nhau là ai sẽ là người đại diện chơi và ai sẽ là người hỗ trợ. Chị chơi, chơi. Em hỗ trợ nha. Ừ, ok. Ừ, là Bình bây giờ sẽ là người chơi. Vậy thì bây giờ bạn là người chơi chính, bạn chọn bộ đề tử luận hay trắc nghiệm? Em cho muốn chọn trắc nghiệm mà. Trắc nghiệm. Rồi. Và đây. Đây chính là bộ đề trắc nghiệm dành cho em. Chọn bất kỳ một bộ nào mà em cảm thấy là vừa mắt nhất. Dạ màu xanh. Rồi, tuyệt vời. Rồi, ok, sẵn sàng nha. Dạ. Câu đầu tiên dành cho bạn như sau.
Loài cá nào sau đây vừa sống được trong môi trường nước mặn lẫn môi trường nước ngọt? A. Cá chép, B. Cá hồi và C. Là cá mập. Cá sống được cả nước mặn và nước ngọt. Đúng. Phát này thấy bước nước tay chân lắm chứ biết câu này á. Phát không biết. Em không biết. Và cá, và cá mập. Cá mập. Là em chọn là cá mập có thể sống trong môi trường nước mặn lẫn nước ngọt. Dạ. Khi nào em nói chốt thì anh sẽ công bố kết quả. Dạ chốt ạ. Nói lớn lên. Dạ chốt ạ. Tự tin chưa? Dạ có ạ. Cá mập. Bạn chọn cá mập. Và cá mập là Khoan đã Khánh ơi. Theo em. Ừ, theo cá em. Cá mập chính xác không? Cá chép là chắc chắn là không phải. Dạ đúng rồi, không phải. Phân vân giữa cá hồi và cá mập. Dạ. Em đang nhận thức. Ai? Cá em thêm là cá hồi anh. Chắc là cá hồi đúng không? Tại vì từ biển lúc mà em nghĩ lúc sinh sản rồi đó, anh có phim là nó sẽ lọt ngược dòng lên suối. Mà theo anh em mình nghĩ thôi, còn không biết là đáp án của Khánh như thế nào. Anh nghĩ cá hồi. Bạn nghĩ cá hồi. Bạn nghĩ cá mập. Dạ. Đa số thắng tiểu số, cá hồi là một đáp án chính xác. Nên là rất tiếc cá mập không phải là một đáp án. Câu này em cũng mong lung lắm. Không, tại câu này ấy, tại sao mà Bình cũng phân vân, bởi vì cá mập ấy thì có những loại cá mập nước ngọt và có những loại cá mập nước mặn. Cho nên là mình đôi khi mình cứ nghe là cá mập sống ở nước ngọt được thì mình nghĩ là có, nhưng mà lại cùng cái loại đấy, cùng một chủng loại đấy mà sống được sống cả, được hai, cả nơi. Hai nơi. Dạ, vâng. Để Khánh chia sẻ rõ hơn cho bạn hiểu nha. Cá hồi là cá ngược sông để sinh sản. Chúng sinh ra tại khu vực nước ngọt, di cư ra biển, sau đó quay trở lại vùng nước ngọt để sinh sản. Đó là một cái vòng tuần hoàn của cá hồi. Đó, đúng rồi. Ôi, mới câu đầu tiên thôi rất là tiếc. Nhưng mà, rồi, cảm xúc làm sao? Mới mặc dù chỉ mới câu đầu tiên thôi. Hơi, dạ, buồn xíu, tại mới chơi à. Mới chưa chơi, đúng không? Chưa gì hết, thua rồi. Vậy hả? Trời, thương quá à. Nhưng mà bây giờ đây là luật của chương trình. Bây giờ Khánh như là cả anh Khoa cũng không thể nào mà mình tiếp tục cuộc chơi, đúng không? Nhưng mà không sao, Khánh cũng tin là ngày hôm nay mình gặp nhau, hai bạn cũng rất vui, bởi vì Khánh với anh Khoa cũng rất là vui khi được gặp hai bạn. Và mặc dù không đi được đến kết quả cuối cùng, thì anh vẫn có một món quà để tặng cho hai em. Ok. Hai em hiện tại đang đi bộ đây, hai em cảm thấy có nóng nhiều không? Có nóng. Nóng quá đúng không? Nóng nhiều ha. Vậy thì món quà này rất thiết thực dành tặng cho hai em. Có thể là sau khi kết thúc chương trình này, tụi em sẽ đi nhiều hơn, không chỉ những con đường này nữa. Thì tụi em hãy sử dụng chiếc quạt này coi như là một món quà kỷ niệm của hai em với lại chương trình nha. Đây, anh gửi cho em. Không thể nào thiếu bộ dây sạc. Dạ. Cảm ơn anh. Ok. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dù chúng ta mới gặp gỡ thì chúng ta hãy giữ những kỷ niệm và chúc cho hai em thành công trong công việc. Yeah. Anh cảm ơn. Rất là trân trọng các thời gian mà tụi em đã dành cho anh. Và một lần nữa cảm ơn hai em. Và chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ và thành công. Yeah. Nha. Ok, cảm ơn tụi em. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng mà chỉ có một điều mà Khánh với anh Khoa hiện tại đang cảm thấy rất là áy náy. Đó chính là chúng ta vẫn chưa tìm ra được chủ nhân chiến thắng trong ngày hôm nay. Vâng, cảm xúc của anh như thế nào? Bản thân Khoa, bản thân anh bây giờ đang buồn rũ rượi. Là buồn dữ chưa? Buồn rũ rượi là buồn lắm em à. Thật ra bây giờ nếu mà bây giờ mình có buồn mà mình không biết cách khắc phục thì nó cũng như vậy thôi. Em nghĩ là người chơi không chiến thắng do một phần cũng là do mình. Bây giờ tuần sau nếu như ai không kiếm được, không lộn, nếu như tuần sau cả hai chúng ta không kiếm được người chiến thắng ở tập sau, là đưa ra một cái hình phạt để làm động lực đúng không? Trời ơi. Đúng. Là trước giờ không có một điều gì anh không dám làm, hình phạt là, gì? Là ở tập tiếp theo cả em và anh đã không có chân mày. Đã không có chân mày. Đã không có chân mày. Thôi cho khoảng chào đầu thôi. Nha, chào không, đầu không có lông mày thôi chứ. Thì đúng là chào đầu là mình. Ok, vậy mình sẽ làm chào đầu. Nhưng nếu mà cả tập ngày mai cũng không có luôn thì tập tiếp theo bắt buộc phải không có chân mày cả tập luôn. Mình chơi lớn đi anh. Sao em khoái che chân mày của mình thế nhỉ? Anh nghĩ là, anh nghĩ là em muốn hả? Em xăm bao nhiêu tiền? Em xăm bao nhiêu tiền? Con nói vui thôi. Dạ, Khánh xăm chân mày đã ra một cái yêu cầu như vậy rồi thì anh chẳng có lý do gì mà anh không đáp ứng với em. Vâng. Tuần sau chào đầu, hai MC sẽ không có chân mày trong lúc chào đầu. Nhưng nếu tập sau mà không tìm được ai thắng ấy, thì hai MC sẽ không có chân mày cả tập tiếp theo luôn. Và lời nói cũng đã nói ra rồi.
không lao thì phải theo lao thôi. Và mọi người muốn biết là cái phần chào đầu tập tuần sau sẽ như thế nào thì mọi người đừng ngần ngại mà hãy đón xem chương trình Giải Đố Đường Phố. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Khoa chỉ muốn nói với tất cả mọi người một câu thôi. Chân mày Khoa là chân mày thật nhá. Lời cuối cùng thì chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi, cho anh một hủ tiếu thập cẩm nước nhá. Dạ, nước. Dạ, mình là hủ tiếu thập cẩm khô. Dạ, anh ăn xíu mại nước. Cho em một há cháo khô. Dạ. Cho anh nước sâm. Dạ, em nước sâm luôn. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn bạn. Ủa, đi lang thang lạc lại đâu qua đây vậy? Đi qua đây ăn uống rồi vui chơi trải nghiệm rồi nè. Giải Đố Đường Phố sản xuất và phát hành bởi Viettel Media.